Bảo Thanh, chồng yêu chiều tôi hết mực, VN Express giải trí. Nổi tiếng từ vai nữ chính trong phim, sống chung với mẹ chồng, cuộc sống chị thay đổi ra sao. Tôi bận rộn hơn rất nhiều, nhận được vô số lời mời tham gia đóng phim, quay quảng cáo, thu nhập vì thế cũng tốt hơn. Năm ngoái, gia đình tôi đã mua được căn hộ chung cư và đổi xe mới, chồng, con tôi chuyển lên ở hẳn thủ đô, tôi vì thế không phải đi về giữa Hà Nội, Bắc Giang vất vả như trước nhiều người cho rằng tôi đổi đời sau khi nổi tiếng với sống chung với mẹ chồng thực ra không phải vợ chồng tôi có quá trình tích lũy lâu dài hơn nữa tôi kiếm tiền không bằng một phần ông xã anh là trụ cột kinh tế chính trong gia đình ngoài làm công an anh kinh doanh phát đạt nên có thu nhập tốt tôi không gặp áp lực kinh tế nên chỉ tham gia những dự án mình thích những trích đoạn gây suốt trong phim sống chung với mẹ chồng chồng chia sẻ với chị công việc đóng phim thế nào chồng tôi rất tâm lý biết thông cảm cho công việc của vợ anh để tôi tự do, thoải mái làm những gì mình thích. Gần đây, khi tham gia phim mới, tôi bị chi phối bởi cảm xúc của nhân vật. Tôi nói chuyện với anh, nếu một ngày em về nhà với đôi mắt sưng húp, gương mặt nặng nề, mong anh đừng chất vấn em, cứ để em yên là được. Nhiều hôm, tôi đi quay về mệt, anh không làm phiền, chỉ quan tâm bằng những hành động nhỏ như pha cho vợ cốc nước cam, bật nước nóng để vợ tắm. Anh cũng không gặp áp lực khi vợ là diễn viên, được nhiều người biết, do tôi thường xuyên chia sẻ ảnh à chồng con nên khán giả biết đến anh khá nhiều, đi đâu mọi người cũng nhận ra anh. Chồng từng tự hào nói với tôi như vậy. Con trai tôi đang học lớp 3, lứa tuổi ẩm ương, dần hình thành nhân cách. Tôi hơi tiếc vì công việc bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc con như mong muốn. Tôi may mắn vì chồng đỡ đần nhiều, những lúc tôi vắng nhà, anh là người kết nối, giúp con không cảm thấy trống trải khi phải xa mẹ. Còn lại, tôi vẫn tranh thủ thời gian dành để quan tâm con. Chúng tôi cũng thường xuyên thu xếp thời gian cùng đi du lịch, gắn kết tình cảm chị từng tâm sự muốn sinh thêm em bé dự định ấy đến nay thế nào là phụ nữ tôi luôn mong muốn có thêm một cô con gái để đủ nếp đủ tẻ thế nhưng trước kia chồng không đồng ý vì sợ tôi vất vả ông xã tìm hiểu nhiều kiến thức sức khỏe anh nói phụ nữ sinh con sẽ xuống sắc sức khỏe yếu đi chưa kể việc sinh nở cũng nguy hiểm con trai hay con gái không thành vấn đề quan trọng là chúng ta nuôi dạy con thế nào những lời chồng nói khiến tôi cảm động tuy nhiên tôi vẫn muốn bin có thêm em tôi dành nhiều thời gian trò chuyện giải thích với ông xã và nhờ người thân thuyết phục hiện tại chồng tôi đã đồng ý chúng tôi dự định sinh thêm con vào năm sau từng bị nghi ngờ là nhân vật trong loạt tin nhắn tình cảm với diễn viên việt anh điều đó khiến chị thay đổi cách ứng xử với các bạn diễn sau này thế nào tôi là người tách bạch giữa công việc và cuộc sống luôn giữ quan hệ chừng mực với bạn diễn tôi tin vào quy luật nhân quả những người từng tung tin đồn ác ý muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi rồi cũng không đạt được mục đích biến cố giúp tôi nhận ra ai là người thực sự tốt với mình. Về phía gia đình, tôi hạnh phúc vì mọi người luôn yêu thương. Tin tưởng, chồng tôi vẫn thường xuyên cùng vợ đến đoàn làm phim, bị mọi người trêu vì bà xã diễn cảnh tình cảm với bạn nam, anh không hề ghen tuông vô cớ. Bảo Thanh trong phim, về nhà đi con. Chị chia sẻ gì về vai diễn trong phim mới? Trong tác phẩm truyền hình về nhà đi con, tôi vào vai anh Thư, con gái thứ hai sắc sảo, thực dụng của ông Sơn, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh đóng. Mẹ mất sớm, anh Thư đặt ra mục tiêu lấy chồng giàu để có thể sớm chăm lo cho bố và chị, em gái. Cô bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm với Vũ. Quốc trường đóng, công tử nhà giàu ăn chơi lêu lồng và có thai ngoài ý muốn, đều là người có tính cách ngang ngược. Vũ và anh Thư không ai nhường nhịn ai và gây ra nhiều rắc rối. Khi mới đọc kịch bản, tôi thích thú với nhân vật và lập tức nhận lời. Phim có đề tài gia đình với nhiều cảnh quay xúc động, khiến tôi nhiều lần rơi nước mắt. Hơn nữa, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh đảm nhiệm vai ông Luật, có nhiều nét giống với người cha đã khuất của tôi. Vì thế, khi diễn chung với chú, tôi nhiều lần không ngăn được cảm xúc. Tôi cũng đóng cùng Thu Quỳnh, bạn diễn trong sống chung với mẹ chồng. Vì đã hợp tác một lần, chúng tôi tung hướng ăn ý hơn. Tôi không kỳ vọng về nhà đi con gây suốt như sống chung với mẹ chồng. Tôi chỉ mong khán giả cảm nhận được thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình trong phim. Bảo Thanh sinh năm 1990 ở Bắc Giang. Trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Từ năm 8 tuổi, cô đã diễn xuất trong phim Vào Nam Gia Bắc danh dài, nữ diễn viên phụ xuất sắc tại liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 năm 2001. Cô góp mặt trong phim truyền hình trò đời 2012, phim nhựa những người viết huyền thoại 2013, phim truyền hình người chồng điên 2014, hợp đồng hôn nhân 2016, người đẹp được biết đến rộng rãi với vai Minh Vân trong bộ phim gây sốt sống chung với mẹ chồng phát sóng hồi tháng 4 năm 2017 năm ngoái cô tham gia trong phim ngày ấy mình đã yêu cùng nhã phương lương thế thành nhan phúc vinh trí thiện hà thù